Kính chào quý khách đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Fernie By. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho những bạn muốn sở hữu một bộ bàn ghế sofa mang đến sự sang trọng, nhẹ nhàng và tinh tế cho phong cách chung cư hay nhà phố hiện nay. Nếu bạn muốn biết đó là mẫu sofa nào thì hãy theo dõi video từ đầu đến cuối để xem chúng có phù hợp với không gian của nhà bạn hay không. Như bạn có thể thấy, sản phẩm được trưng bày tại đây đó là một chiếc ghế sofa vang dài gồm 3 modem kết hợp cùng với một chiếc đôn thông minh. Bộ sản phẩm này đang có mã là FB221001 với kiểu thiết kế là một chiếc ghế vang kết hợp cùng với một chiếc đôn thông minh. Đây là kiểu dáng được thịnh hành phổ biến nhất trong năm 2020 dành cho những căn hộ chung cư hay nhà phố bởi chúng có cực nhiều sự tiện nghi. Mình sẽ đi tìm hiểu về chiếc ghế sofa vang này trước nhé. Như bạn có thể thấy, sản phẩm khá bắt mắt với tông màu kem trẻ trung và hiện đại. Khác so với những bộ sofa có tông màu sáng, ví dụ như tông màu trắng, thì với tông màu kem này vừa toát lên sự sang trọng, lịch thiệp, tao nhã, thì việc mà bạn vệ sinh sofa cũng rất là đơn giản. Với tông màu này sẽ giúp bạn che giấu đi được những bụi bẩn mà bạn chưa kịp làm sạch. Quả thật đây là một điều rất tuyệt vời. Đặc biệt, với kích thước tiêu chuẩn của bộ ghế sofa, chiều dài là 2m, chiều rộng là 80, chiều cao tổng thể là 90, lòng sâu của ghế là 55, khoảng cách từ mặt sàn lên vị trí mình ngồi là 40. Đây là kích thước tiêu chuẩn phù hợp cho những không gian phòng khách, chung cư hay nhà phố có diện tích từ 15m2 trở lên. Đặc biệt, với phần lưng tựa được thiết kế thẳng và phẳng, bạn có thể kê vào sát tường hoặc những vị trí có góc cạnh để giúp không gian liền mạch và rộng rãi hơn. Một trong những ưu điểm mà mình thích của kiểu ghế sofa này đó chính là sự nhỏ nhắn xinh xắn cũng như mang lại rất là nhiều sự tiện nghi. Với một chiếc ghế vang 2m như thế này sẽ phù hợp cho những gia đình có từ 3 đến 4 người là có thể ngồi trên chiều dài của ghế sofa. Đặc biệt, khi gia đình có khách thì có thể tận dụng thêm chiếc đôn thông minh. Với chiếc đôn thông minh không có tay vịn như thế này, mình nghĩ rằng hai người ngồi, hai vị khách hoàn toàn có thể ngồi trên ghế sofa rất là thoải mái và dễ chịu. Đúng như cái tên gọi của chúng, đó là một chiếc đôn thông minh. Chúng không chỉ giúp bộ sofa có thêm chỗ ngồi, mà nó hoàn toàn có thể biến một bộ sofa vang thành một chiếc ghế thư giãn. Bạn hoàn toàn có thể ngồi và duỗi dài chân, tạo ra tư thế thoải mái để nằm đọc sách hay xem TV. Quả thật rất là tuyệt vời. Và đặc biệt, với chiếc đôn thông minh này, nó còn có một ưu điểm mà mình rất thích. Đó chính là mình hoàn toàn có thể chuyển vế từ bên trái sang bên phải hoặc ngược lại. Và khi mà mình muốn thay đổi không gian phòng khách của mình thì việc kê vào bộ cái sofa này vào bất cứ vị trí nào cũng đều được. Đấy chính là một điểm mà mình rất thích, thích hơn hẳn so với những bộ ghế sofa chữ L. Có đầy đủ các tính năng ưu việt của những ghế sofa chữ L mà chúng lại còn có thể giúp bạn dễ dàng kê vào nhiều vị trí và thay đổi vế của ghế sofa rất đơn giản. Quả thực mình rất là thích bộ sản phẩm này. Cảm nhận của mình khi được ngồi trên bộ ghế sofa này đó chính là rất là êm. Mình có thể thả người mạnh hơn để bạn có thể thấy được sự êm của chúng. Bạn có thể thấy chúng không những êm mà mình tin rằng nếu mà mình tua chậm lại thì chắc hẳn là bạn cũng thấy được rằng chúng có độ đàn hồi tốt như thế nào. Khi mà mình có hỏi các anh ở sản xuất ở bên xưởng của Fernie By, các anh ấy có cung cấp về chất liệu nệm ghế. Đó chính là sản phẩm được sử dụng toàn bộ bằng phần nệm mút chuyên dụng để mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất. Đặc biệt, phía bên dưới có sử dụng lò xo đàn hồi để mang đến sự êm ái cho mình. Với lò xo đàn hồi này sẽ giúp đảm bảo được tuổi thọ của ghế sofa, hạn chế tình trạng bị võng ghế sofa sau thời gian dài sử dụng. Bạn có thể cảm nhận được sự sang trọng, tao nhã và lịch thiệp. Bên cạnh việc sử dụng tông màu kem thì chúng được thiết kế khá là đơn giản. Tuy nhiên, với sự đơn giản như thế này đã giúp bộ sofa toát lên cho mình tao nhã và lịch sự hơn rất là nhiều.
chúng không chỉ mang đến vẻ đẹp về bên ngoài, mà với cái phần lưng tựa được thiết kế trơn tru như thế này, hơi nghiêng một chút, giúp cho mình ngả lưng ra ghế sofa một cách thoải mái và dễ chịu. Đặc biệt, chúng còn được thiết kế với bản khá là cao. Nếu bạn muốn không, sau những giờ làm việc mỏi mệt và được thư giãn trên ghế sofa, ngồi và nằm ngả lưng ra, thì với bộ sản phẩm này hoàn toàn có thể làm được. Bạn có thể ngồi, check ra phía ngoài một chút và từ từ nằm ngả lưng ra ghế sofa để tận hưởng sự thoải mái và dễ chịu của chúng. Quả thật rất là tuyệt vời. Khi sờ với lớp vỏ bọc da bên ngoài và bất cứ vị trí nào, mình cũng đều cảm nhận được sự mềm mại và êm ái, rất là thích. Với chất liệu vỏ bọc da này, không chỉ giúp cho mình vệ sinh sofa da tại nhà một cách đơn chóng, bằng việc sử dụng một chiếc khăn khô hay khăn ẩm là có thể lau trên toàn bộ bề mặt của ghế sofa, không lo bị bong hay nổ chất liệu vỏ bọc da này cả. Vào những ngày hè nóng bức, khi mà bạn đặt trong một không gian phòng khách có điều hòa, thì bộ sản phẩm này cũng nhanh chóng được làm mát, sẽ mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất cho bạn khi sử dụng ghế sofa. Đặc biệt, đối với những gia đình có trẻ nhỏ, thì việc chúng có vô tình làm rơi vãi thức ăn ở trên ghế sofa thì bạn sẽ không còn phải lo lắng nữa, bởi chúng được vệ sinh rất là dễ dàng mà. Mình tin rằng với những thông tin mà mình vừa nêu ra trên đây, chắc hẳn bạn cũng muốn sở hữu chúng. Nhưng trước tiên, hãy quan tâm về giá của sản phẩm này. Bộ sofa FD221001 đang có giá bán niêm yết tại hệ thống cửa hàng của Furnibuy với mức giá chỉ 7 triệu. Khi nghe đến con số này, bạn chắc hẳn khá là bất ngờ, bởi một bộ sofa sang trọng lịch thiệp cùng nhiều sự tiện nghi, tại sao nó có thể rẻ đến vậy? Bởi sản phẩm này được cung cấp bởi nhà Furnibuy. Chúng tôi có xưởng sản xuất thực tế, cửa hàng trưng bày rất là rộng. Riêng hai yếu tố này đã giúp Furnibuy tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Và với một bộ sofa mang vẻ đẹp trẻ trung hiện đại cùng nhiều sự tiện nghi này, thì đây là một mức giá rất là phù hợp để cho các bạn có thể sở hữu chúng. Hãy cùng Furnibuy nhìn lại tổng quan một lần nữa về mẫu sofa này. Đừng quên like và đăng ký kênh của Furnibuy để theo dõi nhiều video bổ ích hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.